Xin chào bạn ha, lại là Phu Đai đến từ Vinhome. Đó thì rất cảm ơn các bạn luôn đã ủng hộ cho mình ở cái clip trước review về Gundam. Và hôm nay mình lại tiếp tục review về Gundam nữa. Thì ở cái clip trước mình đã review con Gundam F91 này rồi. Thì bạn nào chưa xem thì có thể xem lại ha, cái đường link trên đây nè. Đấy. Và ngày hôm nay mình lại tiếp tục review một em có tên là Gundam F91 tiếp tục luôn. Nhưng một khác một điểm là con nhân vật này là bản kỷ niệm 10 năm anniversary nè các bạn. Đó, rất là đặc biệt luôn. Thì mình sẽ cất cái em này qua một bên ha. Đây, đây em nhân vật chính ta. Tèn tèn, xịn chưa? Quá đẹp luôn các bạn, cái bóng. Và chưa hết, dừng lại đó nha các bạn. Tèn tèn, trời ơi là trời. Quá đẹp luôn các bạn, cái bóc quá là xịn sò luôn. Đó, thì các bạn thấy này, dòng chữ này, Gundam F91. Thì con nhân vật này của Harrison Martin Custom lại ha. Cái dòng chữ nó hơi khó thấy một chút xíu. Đại Bandai 2017 Made in China. Đại logo Bandai các bạn. Đại cái bóc quá đẹp, quá xịn sò luôn. Đại Gundam F91. Quá đã luôn. Và ở phía sau cũng như vậy, đó là mình sẽ có hình ảnh về con nhân vật này. Thì mình thấy là gần như là nó y chang con nhân vật cũ luôn. Nó chỉ khác một điều là nó có cái màu xanh, còn con cũ màu trắng. Đấy, thì mình nghĩ bên Transformer nó spam màu, mà không ngờ ở bên Gundam cũng spam màu luôn các bạn. Đó, và con này cũng là Mansion Build luôn nha. Đó, và bây giờ mình sẽ cùng unbox để xem con nhân vật này khác với con nhân cũ như thế nào nha. Và đây là toàn bộ phụ kiện chúng ta có được trong một bóp ha. Thì đầu tiên là mình sẽ có cái quyển sách như thế này. Đó, thì nó chả có gì trong đây hết. Nó còn thua cả cái quyển đầu tiên các bạn. Đầu tiên là mình sẽ được quyển sách, còn bây giờ mình chỉ được cái tờ giấy thôi. Mà trong đây nó cũng chả có cái gì hết. Đa phần là giống như trang quyển cũ á, chả khác gì hết luôn. Đó thì các bạn có thể tham khảo ha. Kế đến là vẫn là cái hộp thần thánh giống như con cũ vậy các bạn. Vẫn không thiết kế nổi một cái nắp hay là cái gì hết. Đó, vẫn là cái miếng bề cạch tông. Rồi trong đây mình vẫn sẽ có cái nhân vật chính của ta. Quá chán luôn. Đây, và mình sẽ có cái vĩ đầu tiên thì nó cũng y chang như con cũ luôn, chả khác gì hết. Đấy, những cái phụ kiện thế này. Đấy, hai khẩu súng này là y chang này, nó chỉ khác những cái này là màu sắc có màu xanh thôi. Y chang luôn các bạn. Đấy, và cuối cùng là mình sẽ có cái đế, đấy có chữ Phu 91. Đấy, màu xanh khá là đẹp, mình rất là thích cái màu xanh này. Nhìn nó ảo ảo sao các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu con nhân vật này xem nó như thế nào nha. Và đây là hai em nhân vật chính ta ngày hôm nay bạn. Đó, thì trước khi review hai con nhân vật này thì mình có một cái phát hiện động trời. Đó chính là mình ngựa ngựa ha, mình để hai cái bóp này gần nhau. Đó, cái background cho đẹp đẹp xinh xinh thì mình phát hiện có vấn đề động trời các bạn. Là hai cái bóp này để gần nhau nó hợp vãi linh hồn luôn bạn. Đó, bạn thấy không, con nhân vật này sẽ nhìn con kia, mà hai con này nó nhìn nhau thấy cái kiểu say đắm đó các bạn, chứ không phải là cái kiểu mà bắn phá nhau này kia các kiểu. Đấy, nhìn nó đang tương tư nhau. Thì bạn thấy này, đó, nó xoắn xoắn nó cũng giống nhau này. Đó, thì mình không có chơi Gundam, không xem thì mình không biết là trong Gundam những cái con robot này nó có yêu nhau không ta. Thì nào biết comment giúp mình á, hay là hai ông tác giả này yêu nhau kiểu mà muốn thể hiện tình cảm kiểu mà đơn giản như thế này. Ok, thì nhảm nhảm chút xíu bây giờ nghiêm túc nè các bạn. Đó, thì bên tay trái màn hình các bạn, đó nó sẽ là con màu xanh ha, là con mới. Còn bên tay phải màn hình các bạn là con màu trắng, sẽ là con cũ. Thì nhìn chung là hai con nhân vật này mình thấy là ngoại hình y chang nhau, chả khác gì hết. Đó, từ phần đầu cho tới phần vai, rồi phần cánh tay, phần eo, phần chân, phần lưng, tất cả mọi thứ đều giống y chang nhau về thiết kế, chả khác cái gì luôn. Đó, điểm duy nhất mà khác nhau là mình thấy về màu sắc các bạn. Đó là con bên đây sẽ là màu xanh, còn bên đây sẽ là màu trắng. Đó, và nó sẽ kiểu sơn phết khác một chút xíu. Giờ con bên đây sẽ có vàng vàng, đó vàng vàng thế này. Đó, còn con bên đây là nó không có ha, nó đơn giản hơn. Hoặc là bên đây có dùng chữ là Formula Reject, còn bên đây sẽ không có. Đấy, và bên đây sẽ có Phu 91, và bên đây vẫn sẽ có Phu 91 ha. Thì nhìn chung là hai con nhân vật này là giống y chang nhau, chả khác gì hết. Đó, và mình cũng đã có review rất là chi tiết luôn đó về con nhân vật này rồi. Đó là con màu trắng này, thì bạn nào chưa xem thì xem lại ha. Thì mục đích là cái clip review này của mình là chỉ là so sánh hai con nhân vật này với nhau. Đấy, cũng như là màu sắc khác nhau thế nào, hoặc là phụ kiện nó khác nhau thế nào. Đó, để cho các bạn có thể đưa ra cái quyết định cho mình đó, sở hữu nhân vật nào, hoặc đơn giản là sở hữu cả hai con. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ cùng review nha các bạn. Thì đầu tiên là về ngoại hình hai con nhân vật này. Đó, sau khi lên đầy đủ phụ kiện luôn
Thì theo cá nhân của mình á, thì mình thấy thích là cái con màu xanh hơn. Đó, cá nhân của mình ha, mình thấy vậy. Điển hình là các bạn sẽ thấy là cái phần khẩu súng phía sau này, đó, nó sẽ có cái màu vàng rồi pha màu xanh vô, nó sẽ nhìn nó nổi bật hơn, đó, so với con màu trắng. Thì cá nhân mình như vậy, nhưng mà nhìn từ đằng trước thì cái khuôn mặt của nó và cái mặt tiền rồi này kia các kiểu ấy, thì nhìn có vẻ con màu trắng nhìn nó nụt nụt hơn. Đấy, thì nếu mà đem cái khẩu súng con này qua bên đây thì nó như thế nào ta? Ta-da! Và đây là hai con nhân vật đã đổi súng nha các bạn. Đó. Thì theo như mình thấy là cái việc đổi súng này nó khá là gớm luôn các bạn. Đó, cho nên các bạn nào mà có ý nghĩ sẽ đổi súng hai con nhân vật này thôi bỏ đi nha. Nó sinh ra là dành cho nhau hai khẩu súng này rồi, đừng có gọi là biến hóa khôn lường để em kiểu như mình. Nhìn nó gớm thêm các bạn, lại dịch quá ghê luôn. Thôi bây giờ mình sẽ trả về phiên bản cũ ha. Ok, thì mình đã trả về trạng thái nguyên bản rồi các bạn. Đó, chứ đổi hai cái súng nhìn gớm quá các bạn. Đây, thì nhìn hai con nhân vật này là thấy ngoại hình là quá đẹp rồi. Và chúng cũng có chiều cao tương đương như nhau ha. Thì mình cũng có cái thước thần thánh đây để đo cho các bạn xem thử này. Thì từ dưới chân trên đầu là đúng 17cm ha. Nó bằng nhau thôi. Và mình cũng có cái điện thoại ở đây để cho các bạn có thể so sánh được. Đó. Và mình cũng có cái cân thần thánh ở đây nữa các bạn. Đây, ở đây. Thì mình sẽ cân thử ha, để xem hai cái con nhân vật này nó có trọng lượng thế nào. Thì hôm qua mình cân nó không có đầy đủ phụ kiện ấy. Và hôm nay có là con nhân vật này là đúng 245g luôn các bạn. Đây, không lệch một miếng nào luôn. Và con nhân vật này, để mình cân thử ra bao nhiêu. Con nhân vật này là 244,4g nha các bạn. Đấy, thua một miếng. Chứng tỏ con nhân vật này là gọi là bị rút ruột rồi các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ nhìn gần chút xíu ha, để xem hai con nhân vật này khác nhau thế nào nha. Thì đầu tiên về phần đầu hai con nhân vật ha, thì theo mình thấy là nó y chang nhau chả khác gì hết, nó chỉ khác nhau về cái màu sắc thôi. Đấy, thì bên con đây sẽ là màu trắng, còn bên đây màu xanh. Thì cá nhân của mình thích cái con màu trắng hơn cái đầu. Nhìn nó chi tiết, nó nổi bật hơn, nó đẹp hơn. Còn bên đây thì cái đầu nó hơi tối chút xíu, nhìn nó kỳ kỳ. Với hôm nay mình phát hiện được là cái chỗ cái cằm nó đỏ các bạn. Nhìn giống như là cái kiểu mà đang lê lưỡi ra. Không biết là các bạn thấy giống mình không, chứ mình thấy y chang luôn rồi. Đó, thì về cái đầu của nhân vật mới này vẫn sẽ mình vẫn có thể mở hai bên ra như thế này. Đấy, và mình vẫn có cái cần gạt ha, là cơ chế có thể gạt được cái mặt nạ ra. Đấy, nè, đang. Đấy, bạn thấy không? Nó vẫn gạt ra được. Đó, như vậy. Thì cái phần mão này lâu lâu nó sẽ tự động nó rớt ra ha. Đấy, rớt ra cái chùm cũng hay ấy, là nó sẽ đỡ bị gãy. Đó, vào đi kèm với nó mà mình sẽ có thêm một cái đầu. Thì cái đầu này mình gọi cái đầu tỉnh á, đầu bên đây là đầu động. Đó, hai đầu y chang nhau chả khác gì hết. Và mình vẫn sẽ có thêm một cái bộ phụ kiện đi kèm. Đây, những cái như thế này. Đó, y chang như con cũ thôi, chả khác gì hết bạn. Có phụ kiện chang nhau. Thì nhìn xuống chút xíu đó chính là phần ngực hai con nhân vật này ha. Đấy, thiết kế rất là đẹp rồi, quá đỉnh luôn các bạn. Mình rất là thích luôn. Thì nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi. Một bên là bạn sẽ thấy cái phần bụng, phần lớp giáp ngay đó nó sẽ sơn màu trắng. Đấy, rất là đẹp luôn. Còn một bên sẽ là sơn màu xanh, nó sẽ tiệp với cả con nhân vật. Rồi cái mũi đưa ra ngay chỗ phần ngực á, một bên sẽ là sơn màu vàng. Đó, còn một bên sẽ không sơn gì hết. Đấy, cũng như những cái chi tiết này kia thì khá là tương đồng, khá là giống nhau. Thì theo cá nhân của mình thì mình cảm thấy thích cái con màu trắng này hơn. Đấy, con màu trắng này, cái phần lớp giáp này được sơn màu trắng, nó sẽ tách ra khỏi cái phần màu xanh này. Nhớ nhìn nó rất là đẹp và nó khá là nổi cái phần lớp giáp này lên. Còn bên cái con này thì màu xanh nó sẽ tương đồng cả một con nhân vật luôn. Đấy, nhưng mà trên đây nó lại màu xanh nữa thì thành ra nó lại chìm như các bạn. Đó, nó không có nổi cái phần lớp giáp này lên. Đấy, nhìn nó cũng tối tối nữa. Thì tùy các bạn ha, mỗi bạn sẽ có cái gu riêng ha. Nhưng mà gu của mình thì thích cái lớp giáp này hơn. Đấy. Còn về phần vai hai con nhân vật này thì theo mình thấy là cả hai con này đều đẹp như nhau á. Mỗi con nó sẽ có cái nét riêng ha. Đấy, và mình vẫn có thể tách được cái phần này ra. Đây, tách ra như thế này. Đợi rồi kéo cái phần bên trong đây ra. Đó, rồi nó sẽ có những cái lá như thế này để có thể bay được này kia kiểu ấy. Nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Thì hai con nhân vật này nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi, chả khác gì hết. Nhưng mình thấy đẹp nhất là cũng là cái chữ phu 91 nè. Hai con làm rất là đẹp luôn. Hơi quan tượng chút xíu ha các bạn. Đây, cũng rất là đẹp ha. Ở trên đây sơn phết. Nhưng mà theo cá nhân của mình thì mình thiên về cái con màu xanh này hơn. Mình thích cái phần màu vàng hơn. Và nó sẽ liên quan tới phần màu vàng sọc sọc bên đây. Đấy, nhìn nó rất là đồng bộ, rất là đẹp luôn. Còn bên đây thì nhìn nó hơi chìm chút xíu. Đây, nhưng mà nhìn nó cũng đẹp. Nó có cái gì đó đơn giản và đẹp đó. Thì nói chung là mỗi bạn sẽ có cái gu riêng á. Ok, thì nhìn từ bên hông thì bạn sẽ thấy đầu tiên là hai cánh tay này thiết kế chang nhau luôn. Và cái việc phối màu cũng tương tự thì mình sẽ không nói lại nữa ha.
Đây, thì mình sẽ nói về phụ kiện là hai món này là y chang nhau luôn, chả khác gì hết. Đó, chỉ khác là bên con mới sẽ là màu xanh, còn bên con cũ sẽ là màu trắng. Đó, chỉ đơn giản thôi. Và điểm các bạn quan tâm hơn nữa đó chính là cái súng ở sau lưng. Đó, thì một bên là con mới, bạn sẽ thấy này là có cái màu vàng rồi phối màu xanh, nhìn nó rất là đẹp và rất là nổi bật luôn các bạn, rất là rất thích luôn. Còn ở bên con cũ thì đơn giản nó chỉ là màu trắng rồi pha với một ít màu xanh. Đó, và còn cái cục ngay giữa lưng ấy thì hai con y chang nhau luôn, chả khác gì hết. Đó, nó chỉ khác nhau về màu sắc chút xíu thôi. Đấy, thì nhìn chung là hai con nhân vật này theo mình thấy cái phần lưng á nha và phần cổ súng ấy thì mình thích cái con màu xanh này hơn, nhìn nó nổi bật hơn và nó ngầu hơn. Đó, thì tùy mỗi bạn á sẽ có cái sở thích riêng, thì riêng mình thì mình thích cái con màu xanh này. Đó, và khẩu súng này mình vẫn có thể kéo ra được ha. Đấy, kéo như thế này. Đấy, và mình có thể kéo thêm một lần nữa ra. Tang tang. Đấy, kéo ra như thế này. Đó, và cái phần dưới đây thì mình vẫn có thể mở ra rồi đóng vào này kia các kiểu. Đó, nhìn cũng rất là xịn sò luôn. Đấy. Ok, và cuối cùng là phần chân hai con nhân vật của chúng ta ha. Thì cả hai cái chân này rất là đẹp và nụ luôn các bạn. Đấy, nhìn rất là thích và rất là ưng luôn ấy. Thì những cái vị trí giống như là sơn phế phối màu thì cả hai con nhân vật đều y chang nhau luôn, chả khác gì hết. Đấy, bạn sẽ thấy là ở dưới sơn màu vàng này, còn một bên sẽ màu đỏ. Rồi những cái vị trí đề can, dán sticker này kia, sơn phết, chữ viết, tất cả đều giống y chang nhau á. Chỉ khác là khi bạn nhìn từ bên hông ấy thì một bên sẽ là sơn cái màu vàng này kia ở trên con mới. Đó, những cái làn họa tiết. Còn một bên con cũ thì bạn sẽ thấy là sơn nhẹ nhẹ cái phần màu xanh. Đó, thì cả hai cái chân con như hai con nhân vật này đều đẹp như nhau các bạn. Đó, chả con nào hơn con nào hết. Đó, và phía sau này mình vẫn sẽ có cơ chế ha, là mở những cái tấm này lên. Đó, mở như thế này. Đó, nhìn cũng rất là đẹp. Và mình vẫn có thể nhấn được như thế này. Đó, rất là xịn sò luôn. Quá đã các bạn. Ok, vậy là mình đã review rất là chi tiết luôn về ngoại hình hai con nhân vật này, cũng như là so sánh rất là rõ luôn cho các bạn xem hai con nhân vật này như thế nào. Thì xem đến đây chắc chắn là các bạn một phần nào đã biết được là mình nên sở hữu con nhân vật nào, đúng không? Đấy, thì tiếp theo đó chính là cái bộ phụ kiện của hai con nhân vật này. Thì phụ kiện nó y chang nhau luôn, chả khác gì hết. Đó, kể cả cái súng to này bạn thấy này. Đấy, sơn phết và thiết kế chang nhau luôn. Chỉ khác là bên con mới sẽ là cái chữ F này màu xanh. Đó, màu xanh dưới này, còn bên con cũ chữ F là sẽ màu đỏ. Đấy, kể cả cái súng nhỏ luôn các bạn. Đấy, cái súng nhỏ này thiết kế vào màu sắc y chang nhau luôn, chả khác gì hết. Đó. Và điểm các bạn quan tâm nữa chính là chất lượng nhựa, đúng không? Thì cả hai con nhân vật này chất lượng nhựa đều tốt y chang nhau luôn. Và kể cả khớp biên độ cử động, đấy, cả hai con nhân vật này rất là tốt luôn, giống y chang nhau. Thì mình xin phép bỏ qua cái phần tô thế cũng như biên độ cử động ha. Thì bạn nào muốn xem thì có thể xem lại cái con màu trắng này. Đó, và các bạn sẽ nắm rõ hơn. Và bây giờ mình sẽ vào phần tiếp theo, đó là tổng kết để xem nhân vật này nó như thế nào nha. Ok, vậy là sau phút mình cũng đã review thành công hai em nhân vật này rồi, cũng như là so sánh cho các bạn xem đó. Thì theo cá nhân của mình thì hai em nhân vật này mỗi con đều có nét đẹp riêng hết, không con nào hơn con nào các bạn. Đó, thì cuối cùng là tùy gu của mỗi bạn thôi ha. Thì theo cá nhân của mình á thì mình lại hướng về con màu trắng một chút xíu. Đó, mặc dù là những cái chi tiết của con màu xanh theo mình thấy là nó đẹp này kia kiểu, nhưng mà mình vẫn thích cái con màu trắng hơn. Mình cũng chả hiểu tại sao nữa. Mình nghĩ là cái màu trắng nó sẽ tôn lên những cái nét đẹp của những cái hình vẽ rồi những cái họa tiết hoa văn này kia. Còn cái con màu xanh thì nó hơi chìm chút xíu, nhưng nhìn nó rất là ngầu các bạn. Đó, với những màu vàng này kia phối màu rất là đẹp. Đấy, thì cuối cùng là quyền quyết định của năm các bạn á. Và bây giờ clip cũng đã quá dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết lên này. Và đừng quên đây là một like, một share và đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.